trời mưa to quá. Tú tạm ở đây nha. Đã tạnh mưa rồi. Yes. Đỡ được em rồi nè. Tưởng đỡ được, ai ngờ ngã luôn. Anh có sao không? What? Oh, sorry. Bẩn hết cả người rồi. I'm so sorry. Người gì mà béo xấu ghê. 18 năm trước. Có chuyện gì ở bệnh viện thế? Ai đó giúp với. Don't worry. Em bé đáng yêu đã ra đời. 2 năm sau. Mommy, mommy. Mẹ ơi. What? Con đói. Hey. Con không uống sữa đâu. Con muốn uống nước ngọt Coca-Cola. Ok. Để bình sữa vào lon Coca-Cola nè. Yes. Hey. Wow. Đây là bình sữa mà. 5 năm sau. Phải giúp bạn ấy. Đi mau đi chú chó kia. Get out. Oh no. Để đồ bẩn vào thùng rác nha. Ok. Cho cậu này. Mưa to rồi, chạy mau. No. Về đến hiện tại. Hòa hết cả mắt nè. Hey, what's that? Em làm sao đó? Stop. Anh đã mắng mấy người xấu tính đó rồi. Em có đồng ý lấy anh không? Nhưng mà em xấu quá. No. Cùng làm đẹp cho Rapunzel phong cách Coca-Cola nha. Trước tiên là làm sạch tóc nè. Mặt nhiều mụn quá nên làm gì đây ta? Yes. Ok. Mấy làm đẹp nè. Mặt đã thon gọn rồi nha. Ok. Tiếp đến xử lý chỗ mụn này. No. Đắp mặt nạ cho đẹp da nè. Da đã đẹp rồi nè, còn tí mụn thôi. Loại bỏ hết mụn ra rồi. Lông mày gì mà đậm rạp thế. Great.
Double Gel xin chưa các em. Các đồ trang điểm Coca-Cola thật xinh phải không? Đánh phấn hồng nè. No. Phấn mắt màu này nha. Double Gel Coca-Cola cầu vồng. Mi công vuốt thật là xinh. Tô son Coca-Cola nè. Nice. Yes. Điểm xinh quá. Thêm chút tóc giả Coca-Cola nữa. Okay, get ready, let's go. Nhiều váy xinh ghê. Chọn váy Coca-Cola luôn. Cùng ngắm lại Double Gel Coca-Cola nha các em. Đám cưới Coca-Cola luôn nè. Cô dâu và chú rể thật tuyệt. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Hello. Chào các bạn. Wow. Căn nhà dưa hấu kiwi đây sao? Đẹp quá đi. Có ai ở nhà không? Hello. Xin chào. Double Gel ơi, hẹn hò cùng Ken nào. Ok. Bye bye. Ôi, Jack ngỏ lời yêu đấy à. Đừng ngần ngại mà không nói lời đồng ý đó Elsa. Tạm biệt. Great. Tuyệt quá. Ôi, các căn phòng ngủ đẹp quá. Các cô gái có hồi hộp không nào? Yes. Bồn tắm sẵn sàng. Sữa tắm cũng đã sẵn sàng rồi. Giản nhé. Một lúc sau. Ôi, thật là thoải mái. Elsa ơi, chuẩn bị tắm thôi nào. Wow, sữa tắm thơm quá. Được ngâm mình trong nước thật là tuyệt vời. Quá đi. Đây là phòng trang điểm dành riêng cho các cô gái nhé. Xin mời. Ồ, vết thâm nám sao? Chỉ cần sử dụng một lớp phấn mỏng che khuyết điểm là được rồi cô gái à. Phần mắt sẽ được đánh khối với phấn mắt xanh. Great. Mi thì chỉ cần chút cong nhẹ nhàng. Kết hợp với đá lấp lánh là Elsa sẽ có một đôi mắt vô cùng cuốn hút rồi. Dặm thêm phấn má hồng nào. Một chút son môi cho ngày thêm rực rỡ nhé. Ôi, xinh quá. Double Gel, bắt đầu với một lớp phấn nền nhé.
Chọn sắc cam để tạo điểm nhấn cho mắt nào. Chút mi nào. Đính đá nhé. Ôi, xinh quá Rapunzel ơi. Tôi thêm chút son nữa nhé. Tuyệt vời. Yes. Cả hai cô gái đều thật xinh đẹp. Cô khám phá tiếp phòng làm móng nhé. Wow. Ôi, tuyệt quá. Hãy lựa chọn bộ móng tự ưng ý nào. Bộ dâu tây. Rapunzel sẽ là một bộ móng dâu tây thật ngọt ngào và đỏ mọng nhé. Hấp móng nào. Wow, wow. Tuyệt đẹp. Elsa sẽ chọn cho mình một bộ móng phù hợp nhé. Ôi không, không. Cô gái sẽ chọn bộ móng kiwi nhé. Vẽ thôi nào. Ủ lại móng nhé. Tuyệt vời quá. Trang phục mới lộng lẫy làm sao. Yêu quá. Chọn thôi nào Rapunzel. Ôi Rapunzel thích váy dâu tây. Đẹp quá. Đến lượt Elsa nhé. Bình tĩnh lựa chọn nào. À, váy kiwi. Elsa sẽ mặc nó. Wow, cổng cưới, hoa cưới và cả bóng bay nữa. Elsa sẽ vui lắm đây. Rapunzel, Rapunzel ơi, hài lòng không nào? Jack và Ken đã có mặt rồi. Elsa ơi, hạnh phúc nhé. Rapunzel ơi, hạnh phúc nhé. Ôi, thật đúng là một đám cưới cổ tích. Một vài tháng sau. Xin chào. Tạm biệt. Xin chào, mình là Mia. Đứng cạnh Mia là Audrey nhé. Hello. Chào Audrey. Cô ơi, em đến nhận phòng mà. Phòng của em là 01. Em cảm ơn. Em chào cô. Em là Mia. À Mia, 02 là phòng của em nhé. Thank you. Em cảm ơn. Tạm biệt cô. Từ đây, đây sẽ là phòng của các cô gái. Audrey 01. Mia 02. Audrey ơi, đồ đạc đều đã cũ rồi. Giường, tủ và thảm trải sàn đều cần thay mới. À đúng rồi, Audrey sẽ thuê một cô giúp việc nhé. Cô ấy thật chăm chỉ phải không nào.
Mọi việc đều chỉ một loáng là xong ngay. Wow. Tuyệt quá. Cửa phòng sao? Wow. Đương nhiên là cũng phải thật đẹp nhé. Good. Đây là tiền công của cô ạ. Ok. Tạm biệt. Bye. Ôi, chiếc giường thật êm ái. Ok. Ngồi chỉ một chút, sau đó khám phá tủ đồ nào, Audrey. Ôi, chiếc váy tuyệt đẹp. Hạnh phúc quá. Không hai là phòng của Mia nhé. Trong đó thực tệ phải không nào? Ôi, giỡn, giỡn kìa. Hả? Ồ, Mia đó sao? Ăn kem nhé. Oh, sorry. Đáng đời. Mia cũng muốn có một căn phòng tuyệt đẹp như Audrey. Nhưng Mia đâu có tiền. Đừng khóc cô gái. Các bạn ơi, hãy tới và giúp Mia một tay nhé. Mình sẽ giúp đỡ bạn. À đúng rồi. Hãy quét dọn thật sạch và sơn mới tường nhé. Đính đá lấp lánh nào. Thêm một chậu hoa nho nhỏ cho Mia này. Phòng ngủ sao? Hãy làm mới đồ đạc. Dán thêm giấy dán tường và nền nữa nhé. Chiếc giường hồng xinh xắn sẽ được đặt ở đây. Còn đây là đèn ngủ, kệ bàn và những vật dụng lo nhỏ, thảm trải sàn và rèm ngủ. Tất cả đều thật đẹp. Góc học tập cũng cần được chỉnh trang. Với tủ đồ, bàn học, đèn bàn và những dụng cụ học tập khác nữa nhé. Thêm một chiếc ghế là tổng thể căn phòng đã hoàn hảo rồi. Wow. Tuyệt quá. Nhưng mà Mia vẫn chưa có váy áo đẹp. Và tủ đồ thì cũng trống không này. À phải rồi, chúng ta sẽ cùng thiết kế cho Mia những bộ váy áo thật đẹp nhé. Kết hợp sắc đen với hồng ngọt ngào nào. Ôi, tuyệt quá. Tiếp tục điểm sắc với váy dạ hội nào. Mia ơi, xinh quá. Thật là duyên dáng. Cảm ơn các cô gái. Trời sáng rồi. Vậy thôi, trong queo ơi. Ôi, trong quẩy thật đáng sợ. Khởi động ngày mới với khuôn mặt xinh đẹp nào. Barbie, Barbie ơi. Sáng rồi nhé. Chúc cô gái ngày mới tràn đầy năng lượng. Ôi, Barbie vẫn chưa đủ tiền để có khuôn mặt mới. Đây là
cô nữ sinh Barbie. Còn đây là Raquel, Nicky với những khuôn mặt mới. Ôi, Barbie, cẩn thận. Các cô gái thật tệ mà. Hôm nay Barbie sẽ tỏ tình với Ken nhé. Đó là chàng trai trong mơ của các cô gái. Nhưng Ken thích trà queo sao? Barbie sẽ buồn lắm nhé. Họ thật là tình cảm phải không nào? Ôi không, Raquel đang có ý đồ gì vậy? Quẩy sẽ bắt nạt Lucy ư? Này Lucy, bạn thật nghèo và xấu xí. Ôi không, đĩa thức ăn của Lucy. Nó vừa ở đây mà. Chuyện này là... Không, không phải chứ. Lucy, Lucy ơi. Đừng khóc nhé. Cùng ăn với mình nào. Cảm ơn Barbie. Barbie có một công việc cho bạn. Oh yes. Theo Ken nhé. Barbie hãy giúp Ken dọn dẹp nhà cửa nhé. Ôi cô gái của chúng ta thật là chăm chỉ. Cùng học tập Barbie nhé các bạn ơi. Tuyệt quá. Barbie làm tốt lắm. Đừng quên tới dự vũ hội tối nay nhé. Cảm ơn. Vũ hội đã bắt đầu rồi. Ai ai cũng thật lộng lẫy. Còn cô gái này là... Là Raquel các bạn ạ. Hãy khiêu vũ cùng em nhé. Là sao? Đây là... Ôi Barbie. Lại là Barbie. À, Raquel ngã kìa. Thật xấu hổ. Ken sẽ tặng Barbie chiếc váy mới nhé. Đó sẽ là chiếc váy công chúa tuyệt đẹp dành riêng cho cô gái xinh đẹp chúng ta. Ôi, sắc hồng và đỏ mới ngọt ngào làm sao. Lông vũ sẽ khiến chiếc váy càng trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhũ và đá lấp lánh đã sẵn sàng rồi. Ôi tuyệt quá. Đây là váy của Barbie. Và còn một món quà bí mật nữa. Ôi, một khuôn mặt mỉm cười. Barbie đã mong đợi nó từ lâu rồi.
Cảm ơn Ken. Vũ hội lúc này mới thực sự bắt đầu nhé các bạn. Chơi thật vui nhé. Wow. Ôi, mùa hè tới rồi. Thì đại dương đang vẫy gọi chúng ta các bạn ơi. Vui quá đi. Wow. Các cô gái ơi, sao vẫn còn ngủ thế này? Dậy thôi nào. Bia ơi. Audrey ơi. Chào buổi sáng Bia, Audrey. Ngoài trời nắng đẹp lắm nhé. Audrey, mau tới chọn đồ nào. Wow, chiếc mũ thật đẹp. Cả vòng hoa nữa chứ. Còn đôi giày thì sao nhỉ? Ồ, không hợp rồi. Cô gái của chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều bikini và phụ kiện cho chuyến đi biển sắp tới nhé. Giờ thì thay đồ thôi. Đầu tiên sẽ là bikini xanh dương. Tiếp đến là khăn quấn cầu vồng. Đương nhiên sẽ không thể thiếu dép đi biển rồi. Cả túi xách nữa. Tuyệt quá, Audrey. Đi thôi. Wow, những bộ tóc tuyệt đẹp. Chọn và thử lần lượt thôi nào cô gái ơi. Không. Hãy thử bộ tóc khác xem sao nhé. Vẫn không hay sao? Wow. Vậy thì bộ tóc này nhé. Tuyệt vời. Bia, Bia ơi. Hãy mau chọn đồ nào. Một bộ đồ đơn giản nhưng rất ngầu nhé. Thay đồ thôi. Nhưng có gì đó sai sai thì phải. Mia cần đồ đi biển cơ mà. À, phải rồi. Mia sẽ thiết kế riêng những bộ trang phục tuyệt đẹp cho ngày hè và cho cả kỳ nghỉ ở biển nữa nhé. Hồng pha thêm chút tím thật là tươi tắn. Hồng kết hợp với chút đỏ cũng sẽ thật tuyệt nhé. Nhũ và đá lấp lánh đã sẵn sàng nhé cô gái điệu đà Audrey. Các bạn ơi, trông kìa, những họa tiết trái cây mùa hè mới tươi mát làm sao chứ. Tuyệt quá. Mia, thay đồ thôi. Một chiếc váy trông thật ngon mắt. Cả mũ nữa chứ. Ồ, là Mia đây sao? Thật tuyệt. Xin chào. Hãy cùng về biển đón nắng hè nhé các bạn. Xin chào.
Chào Mia. Đừng giận hờn vu vơ với ông Ray. Bà hãy tận hưởng ngày hè nhé. Tạm biệt.